Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với video của tôi là Kiều Minh Đức đây. Thì ở các cái video trước thì tôi đã chia sẻ cho anh chị em mà cái cách mà có thể đọc được cái thông số, những cái thông số kỹ thuật trên cái inverter hòa lưới. Thì trong cái video này tôi tiếp tục lại chia sẻ cho anh chị em lan tỏa thêm kiến thức. Tôi sẽ chia sẻ cho anh chị em cách đọc các cái thông số trên inverter hybrid. Cái loại inverter mới nhất hiện nay đó chính là cái loại inverter hòa lưới có chức năng lưu trữ. Thì cái việc chúng ta biết cách đọc các thông số ở trên inverter hòa lưới có lưu trữ này, inverter hybrid này, sẽ giúp cho chúng ta lựa chọn được cái tấm pin năng lượng mặt trời phù hợp, lắp đặt làm thế nào nó cho vừa đủ công suất tấm pin năng lượng mặt trời, công suất dàn pin năng lượng mặt trời, và đồng thời chúng ta có thể lựa chọn được các cái thiết bị trong hệ thống tủ điện hybrid cho nó phù hợp về CB và chống sét, đồng thời là các cái dây dẫn. Nếu cảm thấy video này nó hay và hữu ích thì đừng quên ấn vào cái nút đăng ký anh chị em nhé, ấn vào cái nút đăng ký và ấn vào cái hình quả chuông ở bên cạnh để mỗi lần mà tôi ra video mới thì bạn sẽ là người đầu tiên nhá nhận được cái video của tôi. Hãy tiếp tục theo dõi video của tôi nhá. Ở đây tôi sẽ lấy một cái ví dụ, đó chính là cái inverter loss power là hybrid loss power SNA 5 VKPV. Đó. Cái con này là con inverter thương hiệu Lux Power phiên bản phổ thông anh chị em nhé. Ngoài ra thì nó có một cái phiên bản cao cấp. Phiên bản cao cấp thì giá nó cao hơn. Con này model. Đây là cái model của nó. Rồi tí nữa tôi sẽ chèn sang một bên ở bên cái màn hình bên trái này để anh chị em nhá. Dễ hình dung nhá, bạn dễ nhìn nhá. Tôi sẽ chia đôi màn hình ra. Rồi. Model của nó. Cái thông số đầu tiên nó chính là max PV input voltage. Max PV input voltage. Ở đây là 480V VOC. Nó ghi là VOC. 480V DC. Thì cái thông số này có nghĩa là gì? Cái max là tối đa. Cái này gọi là cái điện áp, cái dàn pin tối đa. Đấy. VOC là điện áp hở mạch nhá anh chị em nhá. Điện áp hở mạch tối đa. Thì ở cái video trước là tôi đã cũng đã chia sẻ cho anh chị em về cái inverter hòa lưới, một cái tấm pin 450W đi, tôi lấy ví dụ là cái loại 450W là tôi thường dùng, thương hiệu là Canadian, thì nó sẽ có một cái dòng cái điện áp hở mạch, đó chính là khoảng 45V. Đây tôi lấy ước lượng khoảng chừng này thôi nhá, có thể nó hơn. Hoặc là các cái loại tấm pin năng lượng mặt trời công suất cao hơn, sau này thì nó sẽ có cái điện áp cao hơn 45V. Thì như vậy là 480V, thì anh chị em nếu mà đấu nối tiếp thì chúng ta sẽ đấu được tối đa là lấy 480 chia 45 thì nó sắp chỉ khoảng 10 tấm. Nối tiếp anh chị em nhé. Nối tiếp. Nhưng mà ở đây chúng ta sẽ không bao giờ, không có ai đấu nối tiếp 10 tấm như vậy. Chúng tôi sẽ thường đấu á, cái hệ thống này là 5kW đúng không? Còn là 5kW. Thì chúng tôi sẽ đấu khoảng tối đa nhất là 6kW thôi. 6kW thì khoảng 14 tấm, như vậy là khoảng 7 tấm nối tiếp. Đấy. Tối đa là chúng tôi sẽ đấu như vậy. Rồi, tiếp tục MPPT voltage range. Cộng số 1, cộng số 2. MPPT volt là từ 120 cho đến 385V DC. Thì cũng tương tự với cái loại inverter hòa lưới, thì MPPT voltage range này là cái giải điện áp hoạt động mà hiệu quả nhất của nó là từ 120 cho đến 385V.
Thì như vậy một cái tấm pin này của chúng ta là có 45V, thì anh chị em phải đấu tối thiểu là 3 tấm. Nhưng mà thông thường thì chúng tôi sẽ đấu là tối thiểu khoảng 4 tấm là chạy ok nhất, để phòng hờ những trường hợp mà cái trời mưa râm mà không có ánh nắng thì nó sẽ bị giảm cái điện áp xuống. Đấy. Anh chị em nhé, con này là giải điện áp rồi, gọi là hoạt động hiệu quả. Rồi tiếp tục, number of input string, number of input, nó là 2. Thì cái này là string là 2 chuỗi, string tiếng Anh gọi là chuỗi, number là số, số chuỗi là 2 chuỗi. 2 chuỗi thì có nghĩa là 12 tấm đúng không? Thông thường này 5 kW thì chúng tôi sẽ đấu là hệ thống là 5,4 kW. Gồm có là 12 tấm 450W. Thì như vậy là ở đây sẽ cho là 12 x 450 đúng không? Thì sẽ được 5400W. Đấy, 5400W này thì như vậy là 2 chuỗi thì 1 chuỗi là 6 tấm đấu nối tiếp với nhau. Đấy. Rất là đơn giản phải không anh chị em? Tiếp tục là max charge current 110A. Ở đây thì bây giờ bắt đầu xuất hiện một cái thuật ngữ, đó là charge current. Còn cái thằng hòa lưới thì không có. Thằng hòa lưới nó chỉ có điện áp này và điện áp hoạt động hiệu quả thôi. Ở đây có một cái thông số là 5 max charge current, thì có nghĩa là dòng sạc tối đa. Max là tối đa, charge là sạc, current là dòng. Dòng là dòng điện ấy. Đấy. Thì là tối đa là 110A. 110A. Dòng sạc 110A. Đối với cái dòng sạc 110A này, đúng không? Thì anh chị em ấy, thông thường là nó sẽ ghi như thế này thôi, còn sẽ rất là ít khi lên tới 110A, mà đa số nó chỉ lên khoảng tôi không biết, nhưng mà nếu như chúng ta tính toán dây dẫn, cái việc chúng ta biết được cái dòng sạc này thì nó sẽ giúp chúng ta tính toán được cái dây dẫn sạc, tức là dây dẫn acu, các cái hệ thống bình acu lưu trữ đúng không? Acu lưu trữ này chúng ta đấu nối tiếp với nhau hoặc song song, âm dương, dương âm, dương âm. Đấy thì chúng ta đấu song song hoặc chúng ta đấu nối tiếp với nhau. Chúng ta đấu vào đây. Chúng ta đấu vào đây. Đấu ra đây. Là dương. Thế gọi là đấu song song này. Đấu vào đây. Đấu vào đây. Xong đấu ra đây. Đấy gọi là đấu song song, dương với dương, âm với âm gọi là đấu song song. Khi mà đấu song song các cái hệ thống bình lưu trữ ấy, đó, thì nó sẽ gọi là giữ nguyên điện áp và tăng cái dòng điện lên. Thì ở đây một cái bình này là hệ thống này là 48V. Chúng tôi thường sử dụng pin lưu trữ lithium là 48V 50Ah hoặc là 48V 100Ah. Thì như vậy chúng ta sẽ đấu song song với nhau thì nó sẽ tạo ra cái hệ thống bình là dòng điện nó sẽ tăng lên. Max charge current này để giúp chúng ta tính được là tiết diện dây dẫn hệ thống bình lưu trữ cần phải trang bị là bao nhiêu. Thì chúng ta thông thường thì theo công thức thủ công thì chúng tôi sẽ chia cho 4 là bằng là 25, gần bằng 25. Gần bằng 25. Thì như vậy cái tiết diện dây dẫn đó là khoảng 25mm². Đó, tiết diện dây dẫn để chúng ta lựa chọn có thể là dây đồng hàn ấy anh chị em nhé. Thì nó sẽ đảm bảo cho cái việc là dòng điện sạc tối đa. Dòng điện sạc tối đa này thì chúng ta nó sẽ nhân cho 110A này, nó sẽ nhân cho từ cái ampe này họ nhân cho là 5000W thì đa số là ít. Ví dụ như 5 max charge current là 110A này họ sẽ nhân cho 50V. Hệ thống này là đa số là 48V đúng không anh chị em, đúng không? Có thể dùng bình 51V được. Nhưng mà 5000A 50V này thì sẽ được khoảng 5500W. À đây không, 4A chứ, xin lỗi.
V5P. Đấy. Thì như vậy á thì nó có thể cho phép sạc tối đa là 5500V/A. Có thể là 6000 bởi vì cái con số 50V này nó sẽ không chính xác anh chị em nhé. Đấy. Đấy là cái dòng sạc. Từ cái dòng sạc này sẽ tính ra được cái công suất sạc tối đa có thể sạc được trong cùng một thời điểm. Nhưng mà đa số thì chúng tôi chỉ cho nó sạc dòng sạc độ khoảng 20A đến 40A thôi. 40A nó anh chị em cứ lấy cái số này này nhân muốn tính được công suất sạc bao nhiêu ấy, thì chúng ta sẽ lấy là cái dòng sạc nhân cho điện áp. Điện áp của nó hiện tại là 50V, là tôi lấy trung bình này. Có thể là cái hệ thống bình lưu trữ này nó sẽ có những lúc nó xuống 46V, có những lúc nó lên 55V. Thì chúng ta lấy cái mức ở giữa là 50V thì anh chị em sẽ tính được cái công suất sạc của nó. Thông thường thì chúng tôi sẽ cho nó cài đặt trong máy là sạc độ khoảng tùy công suất dàn pin anh chị em nha. Chúng ta muốn ưu tiên vào ban ngày nhiều hay ít. Ví dụ như cái lượng điện năng lượng mặt trời ấy, nó dư vào ban ngày nhiều mà gia đình không sử dụng hết ấy, thì chúng ta sẽ cho nó sạc vào bình cho nó đầy. Thì chúng ta sẽ cho nó sạc lên, nó lên khoảng 40A. À, 40 là khoảng 40 x 50A này là khoảng 2000W. Lên nữa thì 50A, 60, 70. Đó, để nó lưu trữ vào cái bình accu lithium hoặc là bình lưu trữ accu gel nó được nhiều nhất có thể và trong cái phạm vi của cái bình accu có thể chịu đựng được. Đấy. Đó là cái max charge current nó có ý nghĩa như vậy. Một cái thông số nữa đó là AC charge mode. AC charge mode thì là AC input là 230V AC. Năm mươi Hz, 60 Hz. Bốn mươi ampe phi một. Đấy. Một phi chứ. Max AC charge current 60 ampe. Thì ở đây ấy, như tôi nói ấy, thì ngoài cái việc sử dụng cái tấm pin năng lượng mặt trời vào ban ngày, chúng ta có thể sử dụng để sạc cho bình lưu trữ. Thì nếu như mà ban ngày ấy, cái lượng điện từ tấm pin năng lượng mặt trời mà không đủ, anh chị em muốn sử dụng điện lưới để dùng để sạc, thì chúng ta có thể sử dụng sạc bằng điện lưới, đó là sạc AC input. Thì cái max AC charge current này là cho phép tối đa là sạc 60A. Thì nó cũng giống như ứng dụng của thằng này là gì, để tính toán ra cũng để tiết kiệm dây dẫn và tính toán cái lượng điện mà nó sạc vào cái bình lưu trữ vào ban đêm hoặc vào ban ngày. Rồi ở đây có một cái phần nữa, đó là battery mode. Battery mode. Battery mode thì mục số 1 là battery input voltage range. Thì cái này gọi là gì, cái giải điện áp đầu vào của bình. Battery là bình lưu trữ, input là đầu vào, voltage là điện áp, range là giải. Giải điện áp đầu vào là 38,4 đến 46 đến 60V DC. 38,4 đến 60V. Cái này có ý nghĩa gì? Cái này giúp chúng ta quản lý được cái điện áp của cái hệ thống bình lưu trữ. Ví dụ như accu của chúng ta là hệ thống là 12V, thì nếu 4 bình nối tiếp thì nó sẽ lên 48V. Tuy nhiên những cái lúc mà điện áp của cái bình lưu trữ ấy, nó giảm xuống, thì chúng ta có thể đo được và dựa vào cái thông số điện áp này để chúng ta cân đối, là tính toán ra phần trăm cái dung lượng bình còn lại và điều chỉnh và cài đặt trên hệ thống. Đấy. Thì các cái nhà sản xuất người ta đã tính toán sẵn rồi. Thì thông thường nó sẽ lên 38,4 từ là cái giải này, 38,4 đến 60V DC. Nếu mà quá cái giải này, nằm dưới cái 38,4 này thì cái bình lưu trữ nó sẽ ngắt và chúng ta cũng sẽ không bao giờ để cho nó dưới 38,4V. Rồi, tiếp battery là lead acid lithium. Thì cái loại này là lead acid, có nghĩa là bình acid ấy, cái bình acid ấy, hoặc là bình trì ấy, acid hoặc là pin lithium. Thì có hai loại,
Đấy, thì cái này thì tôi không viết đây nữa anh chị em nhé. Cái đó này chỉ cần nói thôi. Có nghĩa là nó dùng cho acquy trì axit hoặc acquy gel kiến khí hoặc pin lithium. Rồi rated power. À thì cái này thì lần trước trong cái hệ thống điện năng lượng mặt trời hòa lưới tôi đã có chia sẻ cho anh chị em rồi. À, về cái cách đọc thông số kỹ thuật của cái thằng inverter hòa lưới thì nó cũng có là rated power. Đó là 5000V A và 5000W. Thì nó là tương tự như thế. 5000V A này là công suất biểu kiến và 5000W này là công suất tác dụng. Thì có nghĩa là nó có thể cho tải tối đa cho phép là 5000W. Đấy anh chị em nhé. Rồi. AC output. AC output này thì tôi chắc là tôi không cần phải giải thích. Nó là 230V và 50Hz, 60Hz, 22A. Một phi. À cái này thì có một cái mới, 230V thì điện là điện áp của hệ thống này, là điện xoay chiều, thì AC là output, là điện áp đầu ra điện lưới xoay chiều, AC là điện xoay chiều, DC là điện một chiều, output là đầu ra, thì nó có thể cho phép là tối đa là đầu ra là 230V. Mình cài đặt trên máy anh chị em nhé. Cái việc mà biết chúng ta biết AC output này là bao nhiêu thì chúng ta có thể biết được là nó đang đẩy ra điện lưới là bao nhiêu watt này. 230V là cái điện áp đẩy ra lưới này. Tần số là 50Hz hoặc 60Hz tùy vào khu vực. Việt Nam là 50Hz. 22A thì chúng ta nhân cho 230V. Đấy, cái này là 22A. Chúng ta nhân cho 230 thì bằng là bao nhiêu đó? Thì anh chị em nhé, tôi thử nhân xem. Hai hai nhân 230 bằng 5060W. Cái này nha, người ta chỉ lấy tương đối anh chị em nhá, gần bằng 22A nhá. Thực chất là nó gần bằng 5000 đấy. Có nghĩa là nó có thể đẩy ra điện lưới là 5000W điện, thì người ta tính gần bằng thôi. Một phi là gì? Phi này là hệ số công suất. Đấy, thì đơn giản thôi, nó cũng là việc ví dụ như cái hệ AC output này vào ban ngày đi, cái hệ thống điện năng lượng mặt trời của chúng ta nhé, không sử dụng, tải trong nhà bằng không, có nghĩa là không có bật một bất kỳ một thiết bị nào, và chúng ta bật cái chế độ đẩy lưới lên, thì cái thằng AC output này là tối đa, nếu mà dàn pin năng lượng mặt trời mà lên đỉnh ấy, ví dụ dàn pin năng lượng mặt trời mà 6kW đi, thằng này nó có thể cho phép lắp đặt tối đa là 6kW đấy, có thể hơn nữa tùy vào cái giải điện áp của tấm pin năng lượng mặt trời. Tuy nhiên thì chúng ta chỉ nên lắp là 6kW đổ lại thôi, bởi vì nó lắp nhiều quá thì nó cũng có thể dẫn đến cái việc là quá tải inverter. Đấy, thì nếu mà 6kW thì giữa trưa nắng ấy mà không có sử dụng bất kỳ một thiết bị nào, có nghĩa là gia đình chúng ta đi khỏi cả nhà đi, thì ngay lập tức là 5000W điện này nó sẽ đẩy ra điện lưới bằng cái đường là AC output. Thì chúng ta có thể cài đặt được trên máy. Thì trong các cái video trước tôi đã chia sẻ cho anh chị em về cái nguyên lý hoạt động của cái thằng inverter hòa lưới có lưu trữ này. Anh chị em có thể xem lại những cái video đó nếu như chưa nắm bắt được cái nguyên lý hoạt động của nó. Thì cái video này là tôi đã chia sẻ cho anh chị em. Vừa rồi thì tôi đã chia sẻ cho anh chị em là cái cách đọc những cái thông số bên dưới. Có một vài thông số bên dưới nữa, như ở đây là có environment. Environment là altitude. Altitude này là bé hơn 2000m, là độ cao bé hơn 2000m. Rồi operating ambience temperature range là 0 đến 50 độ C, là nhiệt độ hoạt động của nó là 0 đến 50 độ C. Rồi display là LCD cộng LED, tức là màn hình LCD và màn hình LED. Rồi protective class, class 1, loại 1, cấp độ bảo vệ là 1. Ingress protection là IP20, là cấp độ bảo vệ là IP20. Cái con máy inverter loss power này thì nó cấp độ bảo vệ là IP20, thì nó đặt trong nhà thôi, làm mát bằng quạt tản nhiệt. Và communication là kết nối là Wi-Fi và GPRS, thì nó có thể là kết nối bằng thông qua đường Wi-Fi để theo dõi. Và con máy này rất là thông minh, thì nó có thể điều chỉnh các cái thông số qua online.
trên phần mềm ứng dụng của hệ thống của Lux Power. Còn Wi-Fi là thông GPRS là thông qua SIM 4G, SIM 3G thì anh chị em có một cái cục Wi-Fi ở những cái khu vực mà chưa có mạng internet thì chúng ta đút vào. Đấy. Tuy nhiên thì bây giờ đa số là bằng Wi-Fi là ở đâu cũng có rồi. Nếu mà lắp đặt ở hệ thống độc lập thì chúng ta có thể sử dụng cái điện thoại di động của chúng ta và phát sóng Wi-Fi thì nó cục Wi-Fi của nó vẫn có thể bắt được và chúng ta hoàn toàn có thể theo dõi trên online các cái thông số này và điều chỉnh từ xa được, rất là thuận tiện trong quá trình mà chúng ta vận hành và lắp đặt. Thì Lux Power cũng là một trong những cái hãng đi tiên phong trong cái công nghệ theo dõi và quản lý điện toán đám mây này, để giúp cho cái việc mà quản lý các cái thông tin lưu trữ và đồng thời là điều chỉnh các cái thông số từ xa, giúp cho người lắp đặt, đơn vị thi công, nhà phân phối và người sử dụng có thể dễ dàng theo dõi và cài đặt từ xa mà không phải có mặt tại đó, là một trong những cái điều tuyệt vời nhất mà các cái hãng khác hiện tại chưa làm được. Lux Power SNA 5kW WPV là phân khúc tầm trung bình, giá dưới 20 triệu. Và nếu một lần nữa cảm thấy video này nó hay và hữu ích thì đừng quên ấn vào cái nút đăng ký anh chị em nhé. Ấn một cái nút đăng ký nhá, để mỗi lần mà tôi ra video mới thì bạn sẽ là người đầu tiên nha nhận được cái video của tôi. Xin hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Tôi là Kiều Minh Đức, xin chào. Cảm ơn bạn đã theo dõi video của tôi. Nếu cảm thấy video này hay và hữu ích thì đừng quên nhấn like, share, chia sẻ và đồng thời nhấn đăng ký, nhấn cái hình quả chuông ấy, để mỗi lần mà tôi ra video mới thì bạn sẽ là người nhận được cái video đầu tiên. Xin chào và hẹn gặp lại. Tôi là Kiều Minh Đức, xin chào. Nếu bạn cần bất kỳ sự hỗ trợ nào về vật tư thi công, kỹ thuật lắp đặt cũng như là thi công trọn gói hay bất kỳ vấn đề gì cần hỗ trợ về hệ thống điện năng lượng mặt trời thì hãy gọi cho tôi qua cái số điện thoại tôi đặt ở bên dưới này, nhớ là bên dưới nha. Đấy, xin chào và hẹn gặp lại. Tôi là Kiều Minh Đức.